Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Ngày 20 tháng 7, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của nhà văn Phạm Đình Trọng với tựa đề Bi kịch. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Cuộc đời ông là một bi kịch lớn. Ở ông còn giữ được nhiều đức tính tốt đẹp của người nông dân Việt Nam truyền thống, cả tin, hồn nhiên, thật thà, có ý chí mạnh mẽ thực hiện niềm tin. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Thật thà cả tin, ông mới gửi lòng tin son sắt vào học thuyết cộng sản, cả tin vào xã hội chủ nghĩa, mê mẩn kỳ vọng vào thiên đường cộng sản chủ nghĩa đầy huyễn hoặc, viển vông, lầm lạc, giả dối và độc ác. Với bản tính thật thà, dù ở cương vị dẫn dắt người dân đang đau khổ, chán nản, tuyệt vọng trên con đường trần ai xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông vẫn hồn nhiên công khai thú nhận với dân rằng đến hết thế kỷ này, cả trăm năm nữa cũng không biết đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa. Sắt đá gửi lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, ông liên tục đi thuyết giảng cho cán bộ, cho dân chúng về chủ nghĩa xã hội mà ông đinh ninh rằng nhân đạo, nhân văn nhất trong lịch sử loài người. Ông hối hả miệt mài viết hết tập sách đồ sộ này đến tập sách đồ sộ khác, khẳng định giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự tài tình, đúng đắn, sáng suốt và công lao vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc, với lịch sử Việt Nam. Gửi niềm tin vào cái viển vông sai trái lầm lạc và mang ý chí mạnh mẽ quyết liệt thực hiện niềm tin lầm lạc là một bi kịch quá lớn trong cuộc đời khá phẳng lặng của ông. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người thông minh, có trí tuệ sâu rộng, không thể u mê gửi lòng tin nhầm chỗ, không có đủ trí tuệ mẫn tiệp, lại thiếu từng trải cuộc đời. Ông vẫn khư khư ôm ấp học thuyết cộng sản đã được thực tế xã hội loài người chứng minh là một sai lầm, một thảm họa khủng khiếp, một tội ác mang rợ chống lại loài người và đã bị thực tế cuộc sống vứt vào sọt rác lịch sử. Lòng tin lầm lạc của ông đã chỉ ra trí tuệ hạn hẹp, sự minh mẫn thiếu vắng và tài năng khiêm nhường của ông. Trí tuệ hạn hẹp và tài năng khiêm nhường như vậy mà ông lại có quyền lực tột đỉnh, dẫn dắt muôn dân, có tầm ảnh hưởng bao trùm cả đất nước. Đó cũng là một đại bi kịch. Bi kịch của ông không phải chỉ là bi kịch cá nhân, là người đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm lịch sử dẫn dắt cả đất nước, cả dân tộc. Bi kịch của ông cũng là bi kịch của cả đất nước Việt Nam oan nghiệt, bi kịch của cả dân tộc Việt Nam khốn khổ. Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những người có quyền lực không giới hạn, khi sống là những ông hoàng hưởng thụ, đến bữa ăn chỉ cần há mồm ra cho người hầu đút miếng thịt bò giác vàng vào tận miệng. Khi chết, như ông quan cộng sản bự Trần Đại Quang, có mã to đền lớn trên 6 hecta đất bờ sôi ruộng mật của dân. Hình ảnh một người cộng sản vô thần nhưng lại được lập bàn thờ theo nghi thức Phật giáo Mật Tông. Cả đời tin vào học thuyết cộng sản, tưởng là xóa bỏ mọi bất công, không còn mảy may nghịch cảnh. Cho đến tận lúc sắp rời bỏ cuộc sống, dường như ông mới nhận ra sự bất ổn trong niềm tin bền bỉ của ông. Quan chức cộng sản mà lại đua nhau cướp đất sống của dân, xây mồ to mã lớn đến vài hecta thì bất công lớn quá, nghịch cảnh đau lòng quá. Ông đã tha thiết căn dặn vợ con, tôi không phải là quan chức khi sống dành ở nhà to, khi chết dành đất của dân xây lăng mộ. Khi tôi chết đưa tôi về chôn ở đất quê nhà Đông Hội, Đông Anh, đừng dành đất của dân xây lăng mộ cho tôi. Cả đời ông tất bật đi gieo truyền niềm tin vào chủ nghĩa xã hội tệ hại. Cả đời ông hì hục viết sách, răn dạy những điều lầm lạc. Đến tận lúc từ giã cuộc đời, ông mới nói được lời đúng đắn, đừng dành đất của dân xây lăng mộ cho tôi. Đó là những chữ vàng ghi nhận sự có mặt của ông trong cuộc đời, là lời răn dạy đúng đắn, nghiêm khắc và cần thiết của ông với đám quan chức cộng sản lớp sau ông, với những kẻ đang cố bon chen trên con đường công danh, chỉ nhằm khi sống có nhà to, khi chết có mã lớn. Ông là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2024, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, mất ngày 19 tháng 7 năm 2024, trong quãng đời 80 năm. Ông đã tạo ra bi kịch xót xa cho chính cuộc đời ông và mang bi kịch đau thương đến cho cả muôn dân Việt Nam. Ông mất rồi, bi kịch của cuộc đời ông đã dừng lại, nhưng bi kịch của người dân Việt Nam thì vẫn còn đó. Vĩnh biệt ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Tương lai chính trị Việt Nam hậu Nguyễn Phú Trọng. Ngày 18 tháng 7, AFP Tiếng Việt bình luận sự ra đi của ông Trọng ảnh hưởng đến tương lai chính trị Việt Nam như thế nào?
AFA đề cập đến việc Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị phân công thay quyền ông Trọng điều hành công việc của đảng, cùng với đồn đoán là ông Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm cả hai vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, ông ấy đã ngồi xổm lên điều lệ đảng. Đó là điểm mà tôi nói là tham quyền cố vị. Ông ấy đã thất bại hoàn toàn trong việc chọn người kế vị. Bây giờ chắc chắn là kỷ nguyên của ông Nguyễn Phú Trọng đã qua, kỷ nguyên của ông Tô Lâm bắt đầu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đặt ra hai giả thuyết. Một là thấy đảng lo ngại nhiều hơn. Vì Bộ Công an thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng đã bắt nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự soạn thảo nhiều bộ luật có tính bảo thủ cho Quốc hội. Tuy nhiên vẫn còn khả năng thứ hai thấp hơn là khi đã nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, ông Tô Lâm có thể thực hiện một số cải cách dưới sự đòi hỏi của người dân, sức ép của tình hình quốc tế cũng như do nhiều yếu tố khác. AFA dẫn ý kiến của giáo sư Carl Thayer cho rằng sẽ không có sự gián đoạn lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại sau khi Bộ Chính trị giao cho ông Tô Lâm chủ trì công việc của đảng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người vừa rời cõi tạm. Ông Thayer nhận xét, quyết định giao quyền lực cho Tô Lâm là một quyết định thận trọng vì nó mang lại một khoảng thời gian để chuẩn bị cho Đại hội đảng 14. AFA dẫn tiếp chia sẻ của giáo sư Zachary Abuja với hy vọng việc ông Tô Lâm cầm quyền sẽ chấm dứt đấu đá chính trị nội bộ cho đến Đại hội đảng 14. Nhiều khả năng ông Tô Lâm sẽ nắm giữ cả hai chức, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Giáo sư Carl Thayer cho rằng, Ban chấp hành Trung ương sẽ triệu tập để phê chuẩn vai trò của Tổng Bí thư của ông Tô Lâm. Ông sẽ đảm nhận việc lập kế hoạch cho Đại hội đảng 14, trong đó có việc sửa đổi cương lĩnh, điều lệ của đảng và các văn bản chính sách quan trọng khác. Ông Tô Lâm sẽ giám sát công việc của tiểu ban nhân sự, kiểm tra và phê duyệt các ứng cử viên tranh cử vào Ủy ban Trung ương mới và tứ trụ lãnh đạo. Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch nước, ông sẽ tiếp tục đại diện cho Việt Nam gặp gỡ các đối tác quốc tế hoặc trong các chuyến thăm trao đổi tại Việt Nam. Tuy đồng quan điểm với giáo sư Carl Thayer, nhưng giáo sư Zachary chia sẻ rằng, ông có cảm giác Ban chấp hành Trung ương Đảng không hài lòng với sự bất ổn chính trị do tham vọng của ông Tô Lâm gây ra. Hình ảnh Tô Lâm, nhà lãnh đạo mới của Việt Nam. AFA dẫn nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, lúc này chẳng có ai có thể thách thức được vị thế số 1 của ông Tô Lâm. Thu Giang Sơn về một mối dưới bàn tay của lực lượng công an. Tuy vậy, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, người ta khó mà cho rằng điều ấy sẽ mở ra thời kỳ ổn định chính trị mới dưới họng súng. Trái lại, hệ thống quyền lực chính trị Việt Nam ở thượng tầng sẽ tiếp tục bất ổn trong tương lai gần. Luật sư Đặng Đình Mạnh giải thích, vì lẽ với việc ông Trọng tự đặt ra ngoại lệ trường hợp đặc biệt để duy trì quyền lực cá nhân của mình trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 3, chẳng khác gì đã mở ra chiếc hộp Pandora đầy tai ác. Điều đó gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về sự khủng hoảng niềm tin, tôn trọng điều lệ đảng đối với các đảng viên cao cấp đầy tham vọng. Trước cơ hội thay đổi nhân sự theo cách không cần tuân thủ điều lệ đảng nữa, ông Tô Lâm sẽ sớm nắm giữ chiếc ghế Tổng Bí thư theo cách ấy. Sứ sở này còn trả giá đến mức nào nữa đến khi tới hồi Thái Lai? Luật sư Đặng Đình Mạnh đặt câu hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tương lai chính trị Việt Nam hậu Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d